Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với Trần Hồng Xe Hơi. Hôm nay thì em quay thực tế một chiếc X-Force màu đỏ trên kho cho anh chị. Đây là phiên bản Premium nhé, 680 triệu giá niêm yết. Và trong cái thời điểm tháng 8 2024 như này thì mẫu xe này cũng đang có chương trình giảm giá tiền mặt. Nó tương đương, nó cũng không không quy đổi được về như là phiên bản Exit với 100% lệ phí trước bạ, rất là hấp dẫn. Phiên bản này có giảm giá, tuy nhiên thì nó không nhiều được như là Exit nhé, anh chị nhé. GL phiên bản mẫu xe X-Force thì nó phân phối với 4 phiên bản, GLX này, Exit này, Premium như anh chị đang theo dõi trên màn hình, và bản Ultimate. Giá của các phiên bản thì cách nhau từ 40 đến 50 triệu. Tuy nhiên thì trong video này thì em sẽ đi nhanh và đi sâu về cái phiên bản Premium nhé. Điểm nhanh cái nhận diện thì các bác có thể phân biệt bằng cái nội thất vải bên trong xe như này. Đây là nội thất vải chỉ được trang bị ở trên Premium và Ultimate. Các bác có thể nhìn qua về cái loa ở trên cánh cửa là mình có thể phân biệt giữa phiên bản Pre và phiên bản Ultimate nhé. Bản Ultimate được trang bị cốp điện và loa Yamaha, ngoài ra là sạc không dây và ADAS. Đấy, thì với phiên bản Premium này, bên em hiện nay các bác mua ở Bắc Ninh, Bắc Giang, các tỉnh thuế 10% thì cái mức giá biển cũng đang rất hấp dẫn, đâu đâu đó vào khoảng hơn 720 một chút thôi. Tùy từng màu, tùy từng thời điểm nhé anh chị nhé. Giá thì thời điểm này chưa cố định giống như phiên bản Exit. Phiên bản Exit thì anh chị được giảm 100% lệ phí trước bạ và được hỗ trợ thêm từ đại lý. Mức lăn bánh đâu đó nó chỉ dao động vào khoảng hơn 630 triệu một chút ạ. Với phiên bản Premium này cao cấp hơn nhiều, mình có thêm rất nhiều nâng cấp về option trên xe cũng như là tính năng an toàn giải trí ở trong khoang nội thất, thì cái mức ra biển có thể nói là lệch nhau đâu đó vào khoảng 100 triệu. Đấy, mình cũng được mang lại rất là nhiều giá trị. 6 700 hơn 720 triệu thì anh chị vay mua trả góp, có thể vay tối đa vào khoảng 500 hơn 500 một chút nhá. Mình chuẩn bị giúp em tối thiểu từ 200 đến 200 rưỡi là có thể lăn bánh cái mẫu xe X-Force bản Premium này rồi. Hàng tháng mình trả đâu đó vào khoảng 9 đến 10 triệu tùy vào thời gian vay và cái hồ sơ tài chính của mình. Đấy, cụ thể các anh chị vay dài ngắn hay là vay bao nhiêu bao lâu thì cứ alo trực tiếp qua bên em. Giá cả và lãi suất thì cũng thay đổi liên tục theo thời điểm mà. Rồi, lăn bánh là như thế thì giờ em sẽ đi nhanh qua cái mẫu xe này. Em các anh chị mà lần đầu xem video có cái nhìn nó tổng quan hơn về cái mẫu X-Force này. Trên phiên bản cao cấp bản Pre như này thì mình toàn bộ là đã có đèn định vị LED ban ngày ở trên này rồi. Đèn xi nhan, đèn chiếu sáng này, bóng LED này, công nghệ đèn AHB tự động bật sáng, tự động pha cốt là mình đã được trang bị trên bản này rồi nhé. Tuy nhiên thì khác với bản Ultimate thì ở trước mặt ca lăng này nó sẽ không có cái radar nhé, cũng như là sau gương chiếu hậu nó cũng sẽ không có mắt cam để mình có trong bộ ADAS. Mâm toàn bộ 3 phiên bản thì đều được trang bị là mâm phay. Ngoài ra thì nguyên bản xe cũng chưa có bậc lên xuống, các bác có thể độ thêm một bộ bậc lên xuống giá tiền vừa phải. Xi nhan thì tích hợp ở trên gương chiếu hậu rồi. Đấy, chìa khóa thông minh các thứ là bác thoải mái. Nhiều bác thì cũng thích dán nóc đen. Nguyên bản của nó thì chỉ có hai phiên bản nóc đen thôi, 710 triệu. Còn lại thì đa phần là các bác tự tự dán thêm. Vào trong khoang nội thất nhá các bác nhá, em đi nhanh khoang nội thất. Thật ra xe nó cũng rất dễ sử dụng thôi. Gương chỉnh điện này. Đấy, điều hòa, cốp để đồ. Trên phiên bản này thì bọn em có một màn điện tử 8 inch và một màn giải trí 12 inch liền khối theo xe. Đây là nguyên bản nhá. Đàm thoại rảnh tay này, cruise control này. Bản Ultimate thì mình có ADAS thì mới có thêm phanh khoảng cách và tuy nhiên nó cũng không có giữ lệch làn đường. Đấy, trên này mình có đề nổ start stop này, phanh tay điện tử auto hold này và các chế độ lái. Sạc không dây thì cũng chưa trang bị trên bản này. Bản này thì điều hòa tự động hai vùng độc lập là chắc chắn rồi.
Duy nhất một cái điểm trừ trên này đó là cái ghế là ghế chỉnh cơ đấy các bác nhé, nhưng mà là ghế da rồi, cũng không phải bọc, không phải độ thêm nhiều. Hàng ghế thứ hai thì cũng phải nói là cái X-Force này, hàng ghế thứ hai làm em cũng cũng rất là bất ngờ. Cửa gió điều hòa hai là trang bị rồi này, tuy nhiên thì không gian ngồi hàng ghế thứ hai rất là rộng, rộng rãi thoải mái, các bác yên tâm. Bản Brea này thì được trang bị cốp cơ nhé, chỉ có bản Ultimate thì mình dùng cốp điện thôi. Đó, muốn mở cốp thì các bác phải kích hoạt chế độ lên. Em quay nhanh cái X-Force bản Premium màu đỏ và kèm giá lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 720 triệu cho anh chị ở tỉnh địa phương thuế 10% trong thời điểm cuối tháng 8 2023 2024 như này. Anh chị có nhu cầu mua xe thì cứ alo trực tiếp qua bên em nhé. Xin chào và gặp lại trong những cái video tiếp theo.